Sau 5 ngày thực hiện quy định các phương tiện vận tải vào thành phố Cần Thơ để giao nhận hàng hóa phải đăng ký trước, khiến giao thông ùn tắc tại các chốt kiểm soát. Ngày 28 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành công văn bãi bỏ quy định này. Trước đó, Cần Thơ quy định, tất cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa tiêu dùng, xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh, từ các địa phương khác đến Cần Thơ đều phải đăng ký trước. Nếu không, sẽ không được vào địa bàn. Quy định này triển khai từ ngày 23 tháng 8, khiến hàng trăm xe tải, xe container bị ách tắc ùn ứ ở các cửa ngõ vào thành phố Cần Thơ, dẫn đến nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng việc phân luồng này là không phù hợp và đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ thu hồi ngay quy định nhằm đảm bảo thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đảm bảo lưu thông hàng hóa kịp thời thông suốt.